Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 5 tháng 9 năm 2019. Thì kính mời các bạn theo dõi bản tin Tổng thống Donald Trump đánh thuế mạnh, Chủ tịch Tập Cận Bình. Và ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố trong buổi khai mạc khóa đào tạo cán bộ trẻ tại Bắc Kinh và kêu gọi chuẩn bị đấu tranh trường kỳ. Và đây là hình ảnh các bạn có thể tham khảo trên một số trang báo trong và ngoài nước đã bắt đầu đăng tải những thông tin này vì đã diễn ra rất nghiêm trọng. Và ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói rất nhiều với những người thuộc trong cái trường cán bộ trẻ này, và trong những cái đề tài và những cái nội dung ông ta nói bao gồm rất nhiều những nội dung quan trọng, và dường như ông ta đang rất lo lắng cho cái việc cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Và điều đặc biệt là trong thời gian qua thì Mỹ đã đánh thuế lên tổng số tiền tới 550 tỷ hàng hóa của Trung Quốc nhập vào Mỹ, và ngược lại Bắc Kinh cũng đã trả đũa đánh thuế trên 75 tỷ hàng US đô la hàng hóa nhập từ Mỹ vào Trung Quốc, và cả hai bên không ngừng nâng dần cái số mức thuế mà đánh vào lượng hàng đó, và đương nhiên điều đó sẽ gây ra một tác hại rất lớn đối với cái kinh tế của toàn cầu, và nhiều nước đã bị ảnh hưởng, và trong đó có cả Việt Nam, và bởi vì Việt Nam là đất nước chuyên gia công và xuất khẩu hàng cho một số nước, và khi mà kinh tế thế giới phụ thuộc vào nhau với cái chuỗi cung ứng thì một Việt Nam nằm trong một cái mắt xích đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và khó khăn của Trung Quốc ngày càng lớn khi họ cùng một lúc phải đối phó với những khủng hoảng từ Đài Loan, Hồng Kông cho đến Việt Nam, và tất nhiên cho nên vẫn chưa đến hồi kết trong thời gian qua. Vì đặc biệt đối với Việt Nam thì đã diễn ra rất nhiều những cái vụ va chạm của tàu thuyền hai nước với tàu hải cảnh của Trung Quốc cũng như tàu hải dương 8 trong thời gian suốt 2 tháng qua đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò, chuẩn bị hạ đặt giàn khoan và khai thác dầu khí ngay trong vùng đặc quyền kinh tế mà Việt Nam không thể làm gì được Trung Quốc. Và bên cạnh đó thì Trung Quốc đã vừa cử đến những tàu cẩu khổng lồ đến tiến sát cái bờ biển của Việt Nam, và đây là hình ảnh chiếc tàu cẩu đó, tàu Lan Trinh đã được phía Trung Quốc được cho rằng là đưa gần sát bờ biển và bắt đầu là có cái động thái để chuẩn bị cho việc đặt giàn khoan ở cái vùng biển của Việt Nam. Và đương nhiên với cái diễn biến đó thì ông Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bắt đầu có thêm những cái tín hiệu tiếp tục nâng thêm những cái căng thẳng, nâng thêm những cái mức thuế và những cái đánh vào kinh tế Trung Quốc trong thời gian tới, với việc ông ta đã có cái phát biểu ngay trên dòng tweet của mình trong thời gian gần đây, đó là Tổng thống Donald Trump cho biết nếu ông tái đắc cử vào năm sau thì chuỗi cung ứng của Trung Quốc sẽ sụp đổ. Và các bạn có thể tham khảo cái trang tweet của ông Donald Trump ngay trên mạng xã hội cũng như là những trang truyền thông khác để cập nhật thường xuyên những tin tức được ông chia sẻ, và đặc biệt là trong cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc thì ông Donald Trump rất quan tâm và luôn luôn tìm mọi cách để khống chế Trung Quốc trước cái sự bành trướng của họ, và đặc biệt là việc họ đã ăn cắp công nghệ của Mỹ để sản xuất hàng giá rẻ và tung ra thị trường khắp nơi trên thế giới, và điều đấy là không thể chấp nhận được. Còn đối với Đài Loan thì học giả Tô Tử Vân của nước này vừa tuyên bố thêm và nêu nói rằng là nếu Trung Quốc cưỡng bức thống nhất đại lục thì chỉ cần 2 quả tên lửa là đủ phá vỡ đập Tam Hiệp, và khi mà chiếc đập này mà vỡ ra thì đương nhiên là cỡ với khoảng một nửa nước Trung Quốc sẽ bị trôi ra biển, và điều đó rất nguy hiểm bởi vì chiếc đập này chứa rất nhiều nước ở ngay trên vùng thượng lưu. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo những cái bài báo mà đã chia sẻ những thông tin đó. Là học giả Đài Loan cũng nói thêm rằng là với 1.000 quả tên lửa tầm trung thì có thể khống chế hơn 30 sân bay của đại lục. Ở đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem. Và trong cái hội thảo mới đây khi tham gia một cái hội thảo tại Đài Bắc, được học giả Đài Loan Tô Tử Vân cho rằng đảo này phải chú trọng kinh tế quốc phòng và đầu tư đúng trọng điểm, nên cần ưu tiên phát triển vũ khí, cụ thể là tên lửa. Chỉ cần triển khai 1.000 quả tên lửa tầm trung là có thể phong tỏa rất nhiều sân bay của Trung Quốc và khiến quân giải phóng Trung Quốc không thể đổ bộ vào Đài Loan, ông Tô Tử Vân nói cái điều đó trước cái hội nghị báo chí. Và điều đó rất nguy hiểm khi những cái xu hướng dùng bạo lực, vũ lực mà đặc biệt là Trung Quốc với cái lực lượng tàu hải cảnh lên tới hơn 300 chiếc với là lực lượng lớn nhất trên thế giới để đi cản phá và đâm những cái tàu mà đi vào cái vùng họ nói rằng là vùng chín đoạn, tức là đường lưỡi bò của Việt Nam, và họ cho rằng đó là cái chủ quyền của họ, cho nên họ cần phải bảo vệ. Và những chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc thì rất hung dữ,
và đã đâm chìm rất nhiều tàu, và trong đó các bạn đã chứng kiến một số tàu của ngư dân Việt Nam đã bị họ đâm chìm, và có những người đã bị mất tích và bị cướp lưới và ngư cụ trong thời gian vừa qua. Việt Nam mặc dù là luôn gọi Trung Quốc là đồng chí Trung Quốc, và đồng thời Trung Quốc cũng luôn luôn có những từ ngữ rất hay đối với Việt Nam, đó là 4 tốt và 16 chữ vàng. Nhưng trước mối lợi rất lớn từ tài nguyên dầu mỏ tại Biển Đông thì Trung Quốc dường như đã vứt bỏ tất cả để lao vào thôn tính lãnh thổ và chủ quyền của Việt Nam, tức là của người đồng chí này của Trung Quốc. Và giờ đây quân đội của hai nước đang gườm nhau trên Biển Đông trước những cái việc mà xâm phạm của Trung Quốc, thì đương nhiên Việt Nam đã phải đưa ra những cái tàu để cảnh báo và xua đuổi tàu Trung Quốc. Nhưng với lực lượng của Trung Quốc thì rất lớn, và các bạn xem những hình ảnh ở đây thì họ đã đưa tàu vào sát cái thành phố Quảng Ngãi, tức là chỉ còn cách đó khoảng 50 hải lý mà thôi. Và đây là điều rất nguy hiểm trong thời gian vừa qua mà Trung Quốc đã thực hiện, và chắc chắn họ sẽ tiếp tục thực hiện. Vậy những cái điều mà nguy hiểm sẽ còn chờ đợi cảnh sát biển Việt Nam cũng như những chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đang đóng chốt ở trên những nhà giàn, trên những cái đảo nổi mà Việt Nam hiện nay đang đóng quân. Và ông Tập Cận Bình cũng nêu lên trong thời gian qua lo ngại và kêu gọi các quan chức giữ vững tinh thần đấu tranh lâu dài chống lại hàng loạt đe dọa và thách thức ngày một phức tạp. Đó là ông nói trong cái cuộc gặp vừa qua. Và đương nhiên Trung Quốc đối với Mỹ và không và đối với thế giới và rất nhiều nước khác thì hiện nay đang có rất nhiều mâu thuẫn, và cùng một lúc thì Trung Quốc với thể chế cộng sản và độc đảng thì họ phải đối đầu với rất nhiều những cái chuyện xảy ra trên thế giới. Và đương nhiên những cái nước còn lại trên xã hội chủ nghĩa thì không còn nhiều, chỉ còn Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Bắc Triều Tiên và Cuba mà thôi. Và ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ, luôn luôn kêu gọi đánh đổ chủ nghĩa xã hội, và ông ta cho rằng là chủ nghĩa xã hội chỉ đem lại cái đau khổ cho người dân. Và đây là cái đòn gần như là càng ngày càng mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc. Và ông Tập Cận Bình tất nhiên cũng nắm biết điều đó, cho nên ông ta đã kêu gọi là cuộc đấu tranh này sẽ kéo dài ít nhất đến hết năm 2049, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và như vậy là còn xác định là 30 năm nữa vẫn còn tiếp tục bị những cái nước khác, gồm có Mỹ và những nước khác, tiếp tục có những cái yêu sách và yêu cầu Trung Quốc phải cân bằng thương mại cũng như tôn trọng chủ quyền của những cái nước láng giềng xung quanh, trong đó có Việt Nam. Vậy thời điểm đó liệu Trung Quốc, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa có còn tồn tại, và thể chế cộng sản có còn hay không, thì đấy còn là một câu hỏi mà ông Tập Cận Bình cần phải trả lời, đó là vào năm 2049 thì điều đó diễn ra như thế nào. Và phía Trung Quốc cũng thông báo thêm là hiện tại và trong tương lai, sự phát triển của Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn nhiều rủi ro, thách thức và xuất hiện cùng lúc ngày càng phức tạp hơn. Và đương nhiên với những hình ảnh mà các bạn đã thấy chia sẻ liên tục trên một số trang báo truyền thông trong nước và quốc tế, ghi rõ ông chủ Huawei thừa nhận đang ở tình cảnh sống còn. Tập đoàn Huawei của Trung Quốc đang đối diện với cuộc khủng hoảng sống còn hoặc chết trước những áp lực ngày càng tăng từ chính phủ Mỹ. Nhà sáng lập này đã viết trên bức thư dành cho các nhân viên của mình, đó là ông Nhậm Chí Phi đã chia sẻ trong thời gian vừa qua, và các bạn có thể tham khảo trên một số trang truyền thông. Và tất nhiên với những điều đó thì phía Mỹ đã có những cái liên tục đã có những đối sách mới, và gần đây nhất là Thượng nghị sĩ Mỹ Steven Diner và ông David Feder đầu tuần này đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của nước này tại Bắc Kinh. Giới chức hai nước đang gặp gỡ và có những cái trở ngại trong việc sắp xếp thời gian thảo luận sau khi Mỹ từ chối đề nghị hoãn thuế mới của Trung Quốc. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy ông Phó Thủ tướng của Trung Quốc Lưu Hạc, cái người mà đứng đầu những cái đoàn đàm phán của Trung Quốc trong thời gian vừa qua về cái cuộc chiến thương mại. Và tất nhiên là cuộc chiến này còn kéo dài và càng ngày càng phức tạp và càng ngày càng khốc liệt. Và Việt Nam thì lại nằm kẹt giữa cuộc chiến thương mại giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc, và đương nhiên là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đầu tư và phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. Và cuộc chiến này thì như các bạn đã biết, do hai người đứng đầu hai đất nước, đó là Donald Trump, Tổng thống Donald Trump, và không có dấu hiệu khoan nhượng trong cuộc chiến với Bắc Kinh trong thời gian tới. Và tất nhiên chúng ta phải chờ đợi thêm những cái đòn mới và những cái biện pháp mới mà ông Tổng thống Mỹ đưa ra đối với Trung Quốc. Và cho đến thời điểm này thì dường như Trung Quốc chưa thể làm được những điều gì một cách có hiệu quả với Mỹ khi bị Mỹ đưa ra những cái
phương án để áp chế Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng cái luật pháp và những cái trao đổi thương mại một cách công bằng hơn. Và tất nhiên thời gian tới thì Trung Quốc sẽ sản xuất rất nhiều hàng, và khi họ không xuất khẩu được sang Mỹ và những nước khác khi bị đánh thuế thì những cái mặt hàng đó sẽ tràn vào Việt Nam. Và khi các Việt Nam đang, những cái doanh nghiệp Việt Nam đang rất khó khăn với cái cơ chế của nhà nước là Đảng Cộng sản lãnh đạo, và họ không hoạt động vận hành nền kinh tế theo một cái nền kinh tế thị trường đầy đủ, mà lại sử dụng một cái từ ngữ rất lạ, đó là kinh tế thị trường định hướng do chủ nghĩa, mà không, gần như không có nước nào trên thế giới làm theo, thậm chí có những nước thực hiện thì lại dẫn đến nền kinh tế bị phá sản. Thì họ, những cái doanh nghiệp Việt Nam này tới đây phải đương đầu rất nhiều mặt hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam, và đương nhiên là những cái sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó khăn hơn trong thời gian tới. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thì gần đây cũng đã bị phá giá đi rất nhiều, và nó sẽ làm cho những hàng hóa của Trung Quốc sản xuất ở nước, ở trong nước họ sẽ rẻ đi, và hàng nhập từ Việt Nam vào Trung Quốc sẽ bị đắt lên rất nhiều. Và nền kinh tế của Việt Nam đã bị phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc trong thời gian vừa qua, nên giờ đây thì đương nhiên Việt Nam sẽ phải trả giá cho cái khủng hoảng kinh tế đang đến rất gần do cái thương chiến của Mỹ Trung đem lại. Và nhiều người Việt Nam, nhiều công nhân Việt Nam ở trong nước sẽ mất việc, và tất nhiên là những cái nhà đầu tư và nhà sản xuất ở Việt Nam cũng sẽ phải thu hẹp sản xuất hoặc không thể duy trì được, vì với giá thành sản xuất sản phẩm rất cao, cũng như là không thể bán được ra nước khác khi hàng Trung Quốc tràn ngập với giá rẻ, thì họ có thể phải bán những cái cơ sở sản xuất đó trở lại cho các doanh nghiệp Trung Quốc sang mua, hoặc là một số công ty nước ngoài. Và tất nhiên thời gian tới Mỹ cũng sẽ tiếp tục xem xét và đánh thuế lên một số cái mặt hàng mà của Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam đưa sang để dán mác và xuất vào Mỹ để tránh thuế. Đó bao gồm là những mặt hàng như giày dép, quần áo hoặc đồ chơi hoặc đồ gỗ. Một số cái doanh nghiệp đã tâm sự và chia sẻ cái điều này với chúng tôi trong thời gian vừa qua. Và hy vọng rằng các doanh nghiệp Việt Nam cũng như chính phủ Việt Nam phải có biện pháp kịp thời và nhanh nhất như có thể để ngăn chặn cái số lượng hàng và bất hợp pháp này để trà trộn vào hàng Việt Nam để xuất đi Mỹ trong thời gian tới. Và Đảng và chính phủ Việt Nam chỉ còn cách duy nhất trong thời là xây dựng một nhà nước pháp quyền, dân chủ và tự do với cơ chế hợp tác mở rộng với các nước phương Tây, để tránh phụ thuộc vào người đồng chí Trung Quốc ở phương Bắc, và luôn luôn tìm mọi cách để thôn tính chủ quyền của Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ năm, ngày 5 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận và ghi cho chúng tôi biết những cái thông tin để chúng tôi tiếp tục cung cấp những cái thông tin nhanh nhất và trung thực nhất tới các bạn trong thời gian tới. Hẹn gặp lại các bạn và chào các bạn.